Ôi, salut tất cả mọi người. Cậu là ai? Ai cho cậu ngồi đây? Dám bơ mình à? Ai của mình? Học sinh mới đấy, đừng có mà trêu chọc. Học sinh mới có gì ghê gớm đâu chứ. Cái gì vậy? Trong khi thầy giáo giảng bài trên bục, các bạn đang chăm chú chép bài thì Parker lại gục xuống bàn ngủ say. Chuyện gì vậy? Kiến thức hôm nay rất là quan trọng, các em nhớ phải chép bài đầy đủ. Một lát tôi sẽ kiểm tra. Thôi toang rồi, mình đã viết được chữ nào đâu. Đúng rồi. Ê, học sinh mới, cậu gọi tôi à? Chứ còn ai nữa? Lính mới biết điều một chút, chép hộ tôi mấy phần trên bảng đi. Được thôi, cậu còn muốn môn nào nữa không? Để tớ chép nốt cho. Không nhiều đâu, gần chục môn thôi. Đây. Đây mà là dở á. Mình có ý này. Dạ thưa thầy à. Ôi xong. Cái gì thế này? Nhìn ba cơ kìa. Ra về cậu chết chắc với tôi. Ui da. Nhìn cậu ấy kìa. Sao mãi không thấy cậu ta đâu nhỉ? Dù về sớm thế nhỉ? Chắc là sợ mình quá đây mà. À, mình có cách rồi. Để xem chạy đằng trời. Ai bảo cậu dám chơi xỏ tôi? Cậu hãy mau trả cặp lại cho tôi đi. Đứng lại đó. Mệt quá đi mất. Wow. Vào làm vài dáng cái đã. Chết này. Một tiếng sau. Trời, hôm nay mình chơi lên tai thế nhỉ? Xe mình đâu rồi? Rõ ràng mình vừa để đây mà. Chết rồi. Mẹ mà biết mình làm mất xe chắc đuổi mình ra khỏi nhà mất. Ôi trời ơi. Sao số tôi lại đen thế này chứ? Không biết mẹ có nhà không nữa. Mình không dám về. Cố lên nào. Ơ, mẹ, sao không vào nhà đi? Đứng đây làm cái gì? Dạ vâng. Xe con đâu rồi? Dạ, con vừa mới chớp mắt một cái, xe nó đi mất tiêu luôn mẹ à. Cái gì cơ? Mẹ, nghe con giải thích đã. Giải thích sao? Quá muộn rồi. Đứng lại nghe cho mẹ. Con với chả cái chỉ cần phá hoại. Con đẹp trai chứ con không có ngu đâu mà đứng lại. Đứng lại mau. Chào bạn Hiền. Cháu chào cô à. Cháu thấy bà cơ mãi chơi nét mà lại quên không rút chìa khóa, nên cháu mang xe về hộ. Hả? Ôi, thôi xong. Cứ đợi đấy. Đáng đời. Mệt quá đi mất. Xe này nhìn quen thế nhỉ? Đây chẳng phải xe của bà cơ sao? Chẳng lẽ nào. Nhìn cậu ấy tội nghiệp quá đi. Đáng đời nhé. Trốn đã nào. Thì ra cậu bày trò sao? Xin lỗi, làm gì mà căng vậy? Đã đi trên hết, lại còn bắt đặt bạn. Mau xin lỗi bạn đi. Cặp của cậu này. Tớ xin lỗi, từ nay sẽ không bắt nạt bạn mới nữa. Cậu tha lỗi cho tớ nhé.
Tiện thì vào nhà cô chơi luôn. Mình mới là con mẹ mà. Đúng là phân biệt đối xử. Parker có bố là siêu anh hùng, hay giúp đỡ và bảo vệ mọi người. Nhưng trái ngược với bố của mình, Parker lại là một đứa trẻ yếu đuối và nhát gan. Anh đưa Bill lên! Có nhện! Có nhện! Nhìn cậu ta kìa! Các cậu thôi đi! Cậu! Làm sao? Cái thằng bố là siêu anh hùng mà nhát như thỏ đế! Chúng mình đi! Các cậu dám chế nhạo bạn tôi à? Annabella! Ôi trời! Cậu! Cậu! Thôi kệ chúng nó, mình đi thôi, không muộn học. Hả? Đến trường! Tại trường học. Annabella! Sao tối thế hả? Cái đồ thỏ đế này, cậu đi bật điện đi. Tối quá, công tắc đèn ở đâu nhỉ? À, tôi tìm thấy rồi. Goma, Goma. Đồ nhát gan. Vui thật đấy. Cậu có thấy lớp tự nhiên nóng lên không? Nóng thế. Lại là hai người các cậu bắt nạt Parker. Lại đây. Các cậu tới công chuyện với tôi rồi. Bọn tôi xin lỗi mà. Nếu còn có lần sau thì các cậu biết tay tôi đấy. Ổn rồi. Bố cậu là siêu nhân mà cậu chả thừa hưởng gì từ bố nhỉ? Đến cậu cũng nói thế. À kìa, Parker. Tức quá đi. Mình phải làm gì đây? Con sao thế? Ở lớp có hai bạn toàn bắt nạt con thôi. Hay bố giúp con dọa các bạn ấy đi. Không được. Chúng ta không thể dùng sức mạnh để bắt nạt người yếu thế hơn mình. Bố lừa con. Bố là siêu nhân đi giúp đỡ mọi người, vậy mà bố lại từ chối giúp đỡ con trai mình. Giống hệt mình ngày xưa. Mình ngửi thấy mùi ai oán đâu đây. Cậu bé, cháu muốn có sức mạnh không? Ông là ai? Không quan trọng. Đây là chiếc vòng giúp thức tỉnh sức mạnh trong người cậu. Cháu muốn có nó. Sau khi đeo chiếc vòng, Parker cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn chạy khắp cơ thể mình. Hãy tận hưởng sức mạnh mới của mình đi. Không phải đứa thỏ đế kia sao? Hôm nay nó ăn gan hùm mà. Hôm nay chúng ta tính cả gốc lẫn lãi chứ nhờ. Đừng mà. Chúng tớ thề không bao giờ bắt nạt bạn bè nữa. Bọn tớ hứa không bao giờ bắt nạt bạn bè nữa. Các cậu nhớ giữ lời đó. Nào. Người đàn ông kỳ lạ bước ra. Hắn xoay người một cái bóng tối và nói. Đừng có nhẹ tay với chúng, hãy tiêu diệt chúng đi. Cơ thể mình sao thế này? Lại chuyện gì nữa vậy? Parker la hét trong đau đớn. Cùng lúc đó, các dây thần kinh neuron trong cơ thể cậu cũng biến đổi, khiến Parker hắc hóa. Thank you.
người cũng đến, hãy chứng kiến con trai người hắc hóa và đê mẹ bóng tối đi. Cháu phải tìm cách lấy chiếc vòng ngăn Parker lại. Con bé kia, mau dừng lại. Đối thủ của người là ta. Dứt lời, hai người lao vào đánh nhau không phân thắng bại. Làm ơn, tha cho bọn tớ đi. Nhận lấy hậu quả mình gây ra đi. Dừng lại. Tỉnh lại đi Parker. Bản chất của cậu là một người tốt mà. Cậu là người tốt. Bọn tớ treo cậu, cậu cũng không đánh trả. Parker, cậu phải bình tĩnh lại. Cậu mà không tỉnh lại, chúng ta sẽ không là bạn nữa. Parker mơ hồ nhớ lại những ký ức về Annabella mỗi khi cô bảo vệ mình chợt hiện lên. Cậu tỉnh lại đi. Parker giật văng cái dây chuyền bóp vỡ vụn. Lúc này, sức mạnh thiện lương trong con người cậu hoàn toàn thức tỉnh. Parker! Cậu thành siêu anh hùng rồi! Siêu anh hùng? Chúng ta thoát nạn rồi! Từ giờ, thế giới sẽ không còn siêu anh hùng nữa! Con trai của ta! Không thể nào! Bố, nhanh lên! Hãy nhận cú đấm yêu thương của ta đi! Chúng ta xin lỗi nhé. Không sao, chúng mình là bạn mà. Con làm tốt lắm. Giờ đi ăn kem nhé, bố Khao. Con đường đi đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng, mà luôn tiềm ẩn muôn vàn khó khăn thử thách. Trong đó, những cám dỗ và nỗi sợ hãi từ bản thân chính là thử thách lớn nhất. Vì vậy, chiến thắng bản thân chính là chiến thắng hiển hách nhất. Tại trường học. Hello mọi người. Ê, đồ xấu tính, cho tớ mượn vở bài tập nha. Ai xấu tính hả? Đây, nhớ trả đấy. Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. Này, tớ trả cậu. Cậu làm gì vỡ tớ đây hả? Cái tên Parker này cậu sẽ phải trả giá. Tức quá đi. À, mình đã có cách rồi. Để xem cậu còn dám trêu tớ nữa không. May quá, không bị phát hiện. Trong lúc Annabella ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài sợ bị Parker phát hiện, thì một con nhện độc đã bò vào cặp của Parker. Được rồi, học bài tiếp thôi. Một giờ sau. Yeah, hết giờ rồi. Đi ăn thôi. Bye bye. Cái gì đây? Nhện giả. Cứu tôi với. Có nhện cắn người này. Có ai không? Cứu tôi với. Parker lăn lộn dưới đất, kêu gào trong đầu đớn. Cứu. Parker, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ. Cậu cố gắng đợi tớ đi gọi bác sĩ nhé. Parker hét lên trong đầu đớn. Cùng lúc đó, các sợi dây thần kinh neuron trong cơ thể cậu cũng dần biến đổi. Có chuyện gì với cơ thể mình thế này? Không ngờ bị nhện cắn lại giúp mình thành siêu nhân nhện. Parker vui sướng vì có trong mình một nguồn sức mạnh mới. Thật tuyệt. Ta là siêu nhân chuyên trừ gian diệt ác đây. Mình là bất khả chiến bại. Đi.
đi giải cứu thế giới thôi. Sao lâu thế nhỉ? À, cướp, có ai không? Giúp tôi với, cướp. Tiếng gì thế nhỉ? Cướp, cướp, giúp tôi với. Có nguy hiểm, ta đến đây. Tên kia dừng lại. Có người đến, dừng thôi. Cô có sao không? Hắn cướp túi của tôi rồi. Để tôi. Chắc chắn không ai đuổi theo mình nữa rồi. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình mà. Đúng là may mắn khi người gặp ta đó. Thả ta ra. Người thấy bản lĩnh của ta chưa? Đưa ta túi của cô đây. Cảm ơn anh. La 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 la. Ôi không, có người gặp nguy hiểm. Tạm biệt. À, không, dừng lại. May mà có cháu. Cảm ơn anh nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt. Yeah, vui thật đấy. Ủa, kia chẳng phải là Annabella sao? Nhanh lên, về căn cứ thôi. Dạ vâng. Những kẻ đó đưa cậu ấy đi đâu thế kia? Mình phải đi theo mới được. Bọn chúng đi nhanh quá. Chúng giấu cậu ấy ở đâu rồi? Hình như là ở trên kia. Mình phải cẩn thận mới được. Cậu canh ở đây nhé, tôi ra ngoài kia một chút. Cơ hội đây rồi. Annabella, tôi đến cứu cậu đây. Ra ngoài đi. Dạ vâng. Ngươi thật may mắn khi được làm vật thí nghiệm cho ta đấy. Tên Thanos đang chế tạo ra một loại mũi tên độc, vì thế hắn đã bắt cóc Annabella để thử nghiệm nó. Nguy hiểm quá, mình phải nghĩ cách khác thôi. Ở đây không có ai. Bọn chúng giấu cậu ấy ở đâu nhỉ? Có người. May quá, không bị phát hiện. Hello. Ai đó? Chóng mặt quá. Đây là đâu? Hình như là tiếng của Annabella. Cứu tôi với. Im ngay. Cứu với. Đây rồi. Annabella đang gặp nguy hiểm. Mình phải đến cứu cậu ấy. Cứu ta với, Parker. Cậu nhỏ tiếng thôi. Cậu chạy trước đi, để tớ xử lý hắn. Cảm ơn cậu. À, lại có đứa đến đây đột bán à. Vậy ngươi hãy thử mũi tên độc của ta đi. Ngươi đừng hòng làm việc xấu. Mũi tên độc chưa thấy, mà chỉ thấy kẻ bắt cóc bạn ta bị trói thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi mừng hơi sớm đó. Hãy xem phát minh mới của ta đi. Sao lại vậy? Nhận lấy đi. Annabella. Parker. Sao ngươi cứ phá đám ta hoài thế? Tình đáng ghét kia. Nào, đáng nhẽ ngươi phải biến thành quái vật nhện chứ. Hay mình điều chế sai công thức nhỉ? Biết đâu ta có thể biến thành quái vật thì sao? Đây rồi. Ta sẽ biến thành quái vật. Cơ thể của ta. Tên Thanos không thể ngờ rằng mình đã biến thành một con nhện nhỏ. Parker, cậu đừng làm tớ sợ. Tất cả là tại tớ, cậu bình tĩnh lại đi. Parker. Cậu thật là. Ngươi chạy đi đâu? Thả ta ra. Tớ đã bắt
tên người xấu vào đây rồi. Ha ha ha. Yeah. Hành trình của cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn nghe thấy tiếng bước chân của một người bạn bên cạnh mình. Bạn bè không phải là người đến trước hay là người quen biết đã lâu, mà là người đã tới rồi thì sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. À! Xin chào cô em. Tiêu diệt cô ta đi. Ôi không. Các ngươi. Mau đứng lại cho ta. Đứng lại. Chuyện gì thế này? Dừng. Chúng ta có hai người cơ mà. Ờ nhỉ. Trông mặt quá. Mày quá. Đẹp đi. Buông là trời. Anh xin lỗi mà. Anh thật là. Các người không còn chiêu gì nữa sao? Đáng đời. Ngươi đã chịu thua chưa tên ác nhân kia? Hắn chạy mất rồi. Chúng ta đi thôi. Các ngươi đợi đấy. Bố mẹ ơi. Bố mẹ đi đâu rồi ta? Tiếng gì thế nhỉ? Ôi trời. Annabella. Thôi xong. Ôi. À. Annabella, sao con lại ở đây? Bố mẹ cầm cái gì thế ạ? Chỉ là đồ chơi thôi con. Hả? Anh đúng là. Thôi con ra ngoài đi. Bố mẹ giấu con chuyện gì? Không có gì đâu. Mẹ. Ôi giời. Chắc chắn bố mẹ có gì giấu con đúng không? Mình đi thôi em. Đi anh. May quá, bố mẹ không nhìn thấy. Để xem bố mẹ giấu gì nào. Sao không mở được nhỉ? Alo, cậu mau tới nhà tớ ngay nhé. Ủa, sao cậu gọi tôi gấp thế? Bố mẹ tớ giấu cái gì đó trong đây mà tớ không tài nào mở được. Được, để tớ lo. Lần này nhất định sẽ được. Sao khó mở thế? Một lúc sau. Khách, nhìn đây. Cái gì thế kia? Triệu tập hai điệp viên ngầm Ba Ba và Mama đến trụ sở để điều tra về ác nhân Joker à? Bố mẹ tớ là điệp viên ngầm. Yeah. Annabella, lấy cho mẹ cái vali. Vâng, con mang xuống ngay đây ạ. Annabella. Ôi không. Ôi trời. Bố mẹ chờ con tí. Mẹ cảm ơn. Con bé này lạ thế. Nhất định mình phải giúp bố mẹ tìm ra tung tích của tên ác nhân này. Bố mẹ sẽ tự hào về mình lắm đây. Hắn chính là Joker. Lẽ nào hắn vẫn là học sinh? Bên kia, đứng lại. Annabella lục tìm thứ gì đó trong cặp. Sau đó cô ấy đã biến thành Sherlock Holmes và bắt đầu tìm kiếm tên Joker. Mùi gì thế nhỉ?
rồi. Tên kia, đứng lại. Tên kia, đứng lại cho ta. Hắn đâu rồi? Mình vừa thấy hắn đi hướng này mà. Chạy đâu mà lẹ vậy? À. Mình thấy giống mặt quá. Thôi, toàn rồi. Ngươi tỉnh rồi hả? À, ông đừng có động vào tôi. Bố mẹ tôi mà đến sẽ không tha cho ông đâu. Không. Im ngay. Mau gọi bố mẹ ngươi. Mang chiếc vali ta đang cần đến đây ngay. Nhanh lên. Đây. Ai cho ngươi tự gọi rồi hả? Từ xa có tiếng điện thoại kêu. Bố mẹ Annabella cũng từ từ xuất hiện. Ngươi tìm bọn ta sao, Joker? À? Bố mẹ ơi, con ở đây cơ mà. Mau giao vali ra đi, rồi ta sẽ thả con gái các người ra. Rồi à, buộc lại cho ta. Vali của ngươi đây. Con gái. Hả? Cái gì thế này? Các người lừa ta. Hình như sáng nay con đưa nhầm vali rồi. Các người sẽ phải trả giá. Khác, sao lại là cậu? Con đừng qua đó. Mấy lâu nay ta chỉ giả vờ làm bạn ngươi thôi. Đồ ngốc. Hay mẹ con mau tìm chỗ nấp đi. Anh sẽ dạy cho hắn một bài học. Sao lại hết điện đúng lúc này chứ? Đã dặn anh bao lần phải nạp sẵn điện rồi. Bây giờ thấy hậu quả chưa? Bố mẹ, con có cách rồi. Có giỏi thì ngươi bắn đi. Ngươi bắn trượt rồi. Tức quá đi. Sao không được thế này? Thôi nào, thôi. Con gái bố giỏi lắm. Mẹ xin lỗi vì đã giấu chuyện bố mẹ là điệp viên. Bố sẽ đào tạo con thành một điệp viên chuyên nghiệp. Yeah, bố mẹ hứa nhé. Đi nào, thả ta ra. Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ. Không sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha. Hãy yêu thương gia đình nhiều nhất bạn có thể, vì gia đình là điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi chúng ta. Nốt cái cuối cùng. Mình quá là giỏi. Ôi, nhện đó. Còn với chả cây. Lá cây rụng nhiều quá. Ôi, con xin lỗi mẹ, con đi trước đây. Nhện đỏ, đứng lại cho mẹ. Xong. Chạy nhanh. Đứng lại. Trời ơi là trời. Cậu đừng chạy nữa. Có giỏi thì đứng lại xem. Đố cậu bắt được tớ. Muộn hồng rồi. Phải chạy hết tốc lực thôi. Ơ, chuyện gì vậy? Sao mình không di chuyển được thế này? Cho ta xin vài đồng mua cơm đi cậu nhóc. Cháu sắp muộn rồi. Này, đợi đã. Đúng là một cậu bé hư mà. Nhận lấy này. Cái gì vừa trúng người mình thì phải. Từ giờ cậu sẽ mất ngủ vào buổi đêm cho đến khi làm được một điều tốt. Tối rồi, tối rồi, mau mau đi ngủ thôi. Cái giường yêu dấu của mình.
mình tỉnh như sáo luôn này. Không buồn ngủ chút nào cả. Sao thế nhỉ? Lời nguyền của thần ngủ bắt đầu hiệu nghiệm. Nhện đỏ bắt đầu có triệu chứng mất ngủ vào ban đêm. Sao mình lại không ngủ được nhờ? À, mình bị gì thế này? Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. 998, 999, 1000 con cừu. Trời sáng luôn rồi, vậy là mình chẳng ngủ được tí nào. Buồn ngủ quá. Rõ ràng là mình buồn ngủ, mà sao lại không ngủ được nhờ? Ăn nhanh còn đi học nào. Ôi trời, nhện đỏ. Ôi, mẹ, con có biết mấy giờ rồi không? Cặp, con quên cặp. Trời ạ, đúng là hết nói nổi. Trường trung học LT. Muộn rồi, muộn rồi. Bài này cứ áp dụng công thức là ra. Ui, ui da, ai chắn đường. Ui, thầy. Nhìn đó, em lại đi học muộn. Các em mở sách giáo khoa ra. Có tiếng nghỉ. Ai, ai dám ngủ trong giờ của tôi? Thầy ơi, đằng sau. Nhiều gà rang quá. Nhìn đó. Ôi, chân mình. Mời phụ huynh lên đây gặp tôi. Thôi xong rồi. Sao con lại đi học muộn nhiều như vậy hả? Đã đi học muộn rồi còn ngủ gật. Mẹ quá thất vọng về con. Cái gì? Thế mà cũng ngủ được à? Mình không nhìn được nữa rồi. Nhện đỏ. Ôi, mẹ ơi, tha cho con. Con sai rồi. Mình phải khoe với nhện đỏ mới được. À, cậu ấy đây rồi. Chu choa mẹ ơi, kem ngon quá. Kem ngon, kem ngon, có ai ăn không nhỉ? Ừ. Ông tướng này đứng mà cũng ngủ được luôn sao? Dậy đi, dậy đi. Cậu còn ngủ nữa à? Sao ban ngày ban mặt thế này mà cậu đứng đây ngủ vậy? Isabella. Bỏ tớ ra, bỏ ra. Thôi đi. Trời, nhiều sao thế. Nhện. Tớ ngủ quá. Thôi nín đi. Hóa ra mấy đêm nay cậu bị mất ngủ sao? Mà cái này chắc do ăn ở thôi. Chắc do ăn ở thôi. Hả? Cái gì cơ? Ai bảo thường ngày cậu toàn dành đồ ăn của tớ? Ui, trả cậu này. Tớ không chịu đâu. Cậu giúp tớ đi. Dừng lại. Tớ nghe nói tập thể dục thể thao sẽ chữa được bệnh mất ngủ đấy. Thật sao? Tớ sẽ giúp cậu. Mình có dự cảm chẳng lành. Nhện đỏ, chúng ta bắt đầu thôi. Tớ làm được rồi. Lại nào. Một lát sau. Thôi, tớ từ bỏ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nữa lên, dậm mạnh cái chân vào. Cậu sẽ làm được, cố lên. Ôi. Ui da, cái lưng của tôi. Tớ đã bảo cậu đứng vững cơ mà. Hả, ngủ luôn rồi sao? Cậu đúng là chưa gì đã bỏ cuộc. Hai nhóc đi đâu đây? Đứng im. Định chạy đi đâu đây? Anh định làm gì? Có cái gì đột hết ra đây? Bọn em có cầm cái gì đâu. Thế thì ta sẽ bắt cậu My đi, để đổi lấy tiền. Nhìn đó, làm sao bây giờ? Hay da, anh Abella, cậu mau chạy đi. Con cậu. Chạy đi, cậu chạy đi. Buông ta ra, bỏ ra. Tớ đi tìm người giúp. Đứng lại. Tên nhãi lì lợm này, tránh ra. Ta sẽ xóa bỏ lời nguyền, giúp cậu có một giấc ngủ ngon. Chú cảnh sát ơi, bên này. Ở đây à? À? Thả ta ra, thả ra. Đúng là nhện đỏ. Đi mau. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Không có gì là quá muộn để thay đổi con người bạn. Bạn nên sống và cho đi nhiều hơn, để rồi bạn sẽ tìm thấy được niềm vui trong tâm hồn mình.
Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là sự vay trả vô hình.